nhiêu? Anh cứ bảo anh ra sớm với em chứ. Nhá. Dưới đang mở bao nhiêu anh? Đấy thì cục chuối bán này. Cục 200. Cắt lửa á? Không. Cái du thì bao nhiêu? Du em 400. Cục 3 tiền này. Cục này cục này đây. Cho bán rồi. Bán rồi. Bán cho ông Thường. Nói là tí nhỉ. Hồng Ngọc Mai gốc hơi bé. Hình như bạn này là chuyên mục ở trên YouTube là vâng. Săn cây đêm đấy đúng không? Đúng rồi. À, nó đòi tiền bản quyền, em mà có ảnh tôi vào tôi đòi tiền bản quyền đấy em ạ. Dạ, à vâng. Ờ, được. Có mình xem nè. Có gì đâu. Cái này lúc này rồi. À thế à? Cái này đang lấy bao nhiêu anh? Dạ. Cái này là... 5 điện. 5 điện. Đấy mà vẫn chói đây. Cứ để đây. Cứ để đấy không nói gì. Để đây cho ai thích thì hỏi. Cái hoa giấy kia quá quát kinh quá nhỉ. Giảng đây giảng đây ở đây. Rồng lộn. Rồng lộn. Rồng lộn qua ghế. Rồng lộn khổ. Rồng lộn này. Rồng lộn qua ghế. Bao tiền con rồng lộn này này? 250. Rồng lộn mà có 250. Cái nguồn rồng lộn. Rồng lộn thì lắng hoa thương. Mấy cái loài này về tỉa liên tục. Cứ có lá là mất dáng ngay. Này nhiều ổi quái thế.
đó. Đấy, còn đấy đẹp đấy. Cái này á, mất sư cái ngọn này đẹp gì. Con này chi răm ký rồi này. Quát cũng hơi kinh. Quát hơi kinh. Đây hai con này bằng tiền nhau vừa nãy bảo bao nhiêu nhỉ? Cái cây là vừa nãy lấy rồi. Đâu? Cây không có một cây nữa là vừa có người lấy rồi đúng không? Đang định xem cây mà lấy nhanh thế. Cầm đợt đầu tiên rồi. Cái này mà bệ nó hở lên thì hay không nhìn thấy. Ôi, xoắn xít, con này bao nhiêu? Con ốc à? Không đâu, vừa qua đi bắt biển về. Bắt biển về đấy. Đây này, con này bao nhiêu? Con này 200. 200 kìa. Con dị. Xin. Mà bộ này về hơi lâu. Con này cứ cắt sát này, tay này đi, cứ từng cái tay gì. Cái này sau này chỉ đánh nà ra đây thôi. Đánh cái đoạn này hơi cứng rồi. Đấy thì mình chừa ra thì thích làm cái tay chỗ này nó đánh nà nó ra này. Đây thì nà không nà thì cắt thẳng ra đi. Bớt đi một đốt nữa thì được. Có hắn luôn cũng được. Thế thì hơi lâu. Biết rồi cũng có. Siêu mini. Giấy này hay đấy. Hàng cho lấy được thì lấy để cho khách lấy nha. Khách đâu, cho lấy cái nào rồi để vào trong chứ. Vâng. Ôi ôi. Chứ chồng cũng phải ôm khách này à chị? Vậy. Cái này phải hát rồi. Để cháu này cứ đến đây rồi. Đây cứ lắm, xe không có chỗ dỡ. À đây à. Làm nào mà cây nào nó cũng ngoằn ngoèo này. Bác làm nào mà cái cây nào nó cũng ngoằn ngoèo này. Gươm từ bé à? Gươm từ bé à? Ba tiền con anh. Tất cả các loại đều như nhau đúng không? Dưới. Tí nữa cởi ra xem cho nó đàng hoàng. Không định dỡ ra hả anh? Có dỡ ra nhưng mà vừa đủ để anh chỉ dỡ xương bác đi. Hít vào chỗ này. Mất chỗ ngay. Quay lại. Bao nhiêu? Vừng 100 một cây. Ây da. Quen rồi, có phải đoán như là dưới ổi thế nhỉ? Cái khung này nó bé như thế này, người ta mua hút cây đẹp, chục cây thì... Lấy ra 120 to, bán còn 100 to rồi chứ. Xung kìa. Chưa bao giờ bán xung 100 hả? Bán không? Bán chưa? Có con nào có quả chưa chú? Không. Quả đâu? Ôi, khí có quả kia đeo cái này mặt đi. Yeah.
giá chuẩn rồi, nhưng mình có được 150 chuẩn. Đấy, người khác lấy mấy cây này 400 rưỡi đấy. Cái này quất được đấy, 450 này. À, đúng bể này. Bể quả này. Đùa. Nhà mà rộng thì phải quất luôn cái này. Bể này. Bể cắt đi. Ui, nặng thế. Chỉ thấy ổi, nhiều ổi thế. Hàng xung ổi quái quỷ. Cây nào giống giống cây? Em xem lấy được cái nào đấy, thì có chụp cây hơn chụp cây. Năm cây dưới rồi. Cây nào giống giống cây nào? Này mà có tay tán tí thì nhanh. Giờ đấy này hơi lâu. Con này về làm con bạt phong được đấy. Phong. Đi đâu tiền đây? Bạt phong. Nhà nhiều ổi quá này. Không ai em ơi, đi sau khi lúc mắm. Ôi trời ơi, làm gì mà đã ướp bắp. Nhiều quá rồi. Bắp ướp tôm được có sao đâu. Sung. Nhưng mà đôi ba cái quả thì ôi ông hót. Đẹp phết mà đã thấy chẳng cần xe rồi. Mua rồi. Đã mua rồi sao bác? Con này mua rồi đâu? Thấy chẳng lên xe rồi. Đang định hỏi mà thấy chẳng lên xe hết. Trồng trên một cái nắp chuông. Mua rồi thì thôi. Nhanh thế nhỉ? À, kiếm cái phi la mà lại hết rồi. Vừa mới bán cây này 3 tiền này. Hơn 100 tí. Nhanh. 670. Là nào nhanh thế? Vấn đề trên xe của mình à? Vấn đề xe. Bánh bao đây. Phi la. 23 nóng đây.